con mà gọi là cái sức cái dốc nó trung bình đó thì cần khoảng 600 bông, 500 bông, 600 bông như nãy giờ bà con mình nói. Còn cái giống lúa mà 504 có khả năng lên tới 700 bông trên một thước vuông. Thì như vậy thì nếu như mà bà con mà đẩy lên tới nghĩa là 1.000 mấy trăm chồi thì tới chừng nữa thế nào nó cũng phải chết những cái chồi vô hiệu. Mà chết gì vậy bà con biết chết cái gì không? Cây mẹ nó phải nuôi nó trước khi nó đạt được ba lá để mà nó trở thành chồi hữu hiệu, thì mẹ nó phải nuôi nuôi nhưng mà rồi trở thành ra cái chồi vô hiệu, tức là không tạo ra được cái năng suất, thì như vậy nó ảnh hưởng đến cái cây chồi mẹ. Như vậy có nghĩa là mình điều khiển chồi nhiều cho nó chắc ăn á, cũng không phải là chắc ăn, bởi vì tới nữa nó cũng sẽ chết, nhưng mà rồi nó ảnh hưởng đến cái cây mẹ. Nên bà con mình cần phải có cái điều khiển, em lại nhớ là cần có một cái điều khiển cái chồi ngay từ đầu, mình phải chủ động điều khiển, đừng để cho nó dư quá thì nó cũng sẽ không tốt. Thành ra cái này tôi nói với em là sẽ tùy thuộc vào cái mật độ xạ của em, cấy hay là xạ nữa. Có cái sự nhầm lẫn ở đây là hồi nãy mời chú Lợi hỏi nhưng mà anh Trí hỏi giùm, thì nãy giờ đó là anh Trí, còn giờ chú Lợi nè, chú có hỏi không? Em xin hỏi về cái nguyên do nào mà theo như làm ruộng áp dụng thông thường á, thì bà con nông dân thường thường á, là sẽ có ba đợt phân là ngưng, rồi còn em thì bằng cái giống lúa dài ngày, nhưng cũng có một số bà con nông dân xạ mà cũng áp dụng theo cái quy trình là có xạ ba lần, nhưng mà em thấy mà, riêng cá nhân em rồi cũng có một số bà con cũng kế bên cũng xạ như vậy là 4 đến 5 lần phân, như vậy là thấy cái năng suất lúa nó trúng hơn cái người mà người ta xạ áp dụng có 3 lần. Xin thầy cho em biết là nguyên do nào mà nó có dẫn đến năng suất vậy. Xin cảm ơn chú. Ý là chú Lợi muốn nói là đối với những cái giống dài ngày á mà áp dụng theo cái là 3 lần 4 phân thì nó không trúng bằng chú áp dụng tới 5 lần. Xin thầy có thể là tư vấn thêm. Trước khi tôi trả lời chắc nãy tôi xin lỗi, đúng rồi, vì nãy nghe cô Hằng kêu anh Lợi là tôi cũng sẽ cũng kêu vậy luôn, sợ không biết mình có nhầm lẫn hay không. Thì hồi nãy câu hỏi của em đúng cũng rất là hay, tôi cho rằng tôi cũng rất là thú vị với cái câu hỏi đó, còn cái câu hỏi của em Lợi cũng rất là hay nữa. Thì ở đây á, thì nói với em Lợi với bà con như thế này, tôi cũng đã lên nghĩa là trên mạng trên ấy rồi tôi cũng sẽ truy lại, bởi vì người ta nói hiện giờ là do cái điều kiện là thâm canh nghĩa là trồng nhiều vụ trên năm và trồng nhiều năm như vậy cái đất nó đã là bạc màu, nên cái vấn đề là chúng ta bón cái số lần phân mà ít quá thì dễ bị mất phân, nên dẫn tới cái chỗ là cái năng suất lúa nó bị giảm. Nhưng mà ngay cả như ở viện lúa Iri đó, tôi cũng mới vừa coi lại họ làm từ năm 60 mấy tới bây giờ, thì họ đã thử họ 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 đã thử lại, nghĩa là bón thêm một lần nữa là cho 4 lần. Trước đây thì mình có 3 lần phân phải không anh Lợi, nhớ là mình được khuyến cáo 3 lần phân chứ gì. Sau này là Iri mới là nghĩ rằng do cái điều kiện thâm canh mà trồng nhiều năm như vậy đất bạc màu, có thể là thêm một vụ nữa thì có thể cải thiện được năng suất hay không, thì họ là họ bón thêm một lần nữa là lúc lúa trổ lát đác. Thì sau khi họ bón xong thì họ thấy rằng chỉ cải thiện được cái chất lượng của cái gạo thôi, chứ còn cái năng suất của lúa vẫn không tăng. Và gần đây thì tôi cũng có cho làm lại một cái thí nghiệm nữa, tức là sau khi lúa trổ rồi mà bắt đầu mà con trái me đó cho bón phân nữa, nghĩa là bón như bà con nông dân mình bón và thu thập số liệu hẳn hoi 4 cái thí nghiệm thì thấy cũng không làm tăng năng suất. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là bà con mình tăng cái số lần phân là không cần thiết. Trong những trường hợp nào chúng ta cần tăng tăng số lần phân? Cái thứ nhất là trong những trường hợp mà đất bạc màu, chẳng hạn như đất cát, đất mà chúng ta canh tác quá nhiều năm rồi, cái tầng canh tác nó còn mỏng gì thì thế này đó em lại. Có nghĩa là bà con biết là sở dĩ tại sao chúng ta bón 3 lần phân đâu phải là ngay thời điểm ta bón là cái lúa nó ăn ngấu nghiến cái dinh dưỡng ở trong phân đó rồi nó giữ trong người của nó để mà nó xài đâu. Mà sau đó nó vẫn còn ăn tiếp tục giống như là mình nuôi heo vậy đó. Mỗi ngày cũng phải cho nó ăn, mỗi ngày cho nó ăn. Thì như vậy bà con hỏi chứ tôi bón phân xuống như vậy thì cái lúa không ăn hết trơn thì như vậy thì cái phân đó đi đâu? Đất giữ. Mà đất cát hoặc là đất mà có tầng canh tác mỏng như thế này nó giữ không có tốt được, nên mình bón xuống một lần nhiều quá cái lúa ăn không hết thì cái phần còn lại nó sẽ bị mất đi. Mà mất đi thì bà con yên tâm rằng tôi đã cho nó ăn đủ, giống như mình cho con ăn vậy đó, mà không để ý tới nó, mình ngó lơ cái nó đem chén nó hất đi, mình nói rằng tôi đã cho nó ăn 2 chén 3 chén rồi, nhưng thật sự là vô trong người nó đâu có bao nhiêu, thì như vậy nó sẽ ốm thôi. Thành thử ra trong những trường hợp như vậy đó, thì tăng số lần phân lên là hiệu quả. Có nghĩa là trong những trường hợp đất không giữ được cái phân đó thì em tăng lần phân. Em nói như vậy thì tôi nghĩ rằng cái vùng đất của em nên coi lại. Coi lại tức là đất đã nhiều năm canh tác, nhiều vụ như vậy và đất nó trở nên
không còn khả năng giữ được cái dinh dưỡng phân nữa. Chứ trong những trường hợp khác mà đất mà bình thường này kia, đất sét của mình ở đây bà con chỉ cần bón 3 lần là đủ. Mà cái này chúng tôi đã cho những cái thí nghiệm về phân bón từ khi mà làm cái lúa mà ngắn ngày năng suất cao đồng bằng sông Cửu Long thì cũng đã chà đi sát lại cái này rất là nhiều, tức là bón chia làm nhiều lần bón, rồi bón nặng đầu nhẹ cuối vân vân, làm rất là nhiều. Thì tới ngày hôm nay thì những cái thử nghiệm lại thì cho thấy nó cũng chưa phải là cần thiết phải là tăng cái số lần lên như vậy, nhưng mà cũng tùy vào đất như tôi nói với em lại. À, liên quan đến chủ đề của chương trình, chúng tôi có nhận được câu hỏi của khán giả tên là Nguyễn Ngọc Tấn ở Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, hỏi như thế này: lúa tôi được 79 ngày giống Jasmine, tôi đi thăm ruộng thấy các vé lúa bị đen giống như bị bệnh đậu ôn cổ bông, vậy xin hỏi là phun thuốc trị đậu ôn cổ bông có ngừa được bệnh lây lan hay không? Vấn đề này chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai trả lời cho anh Tấn. Theo ý anh Tấn thì đúng là cái giống lúa này đó, cái hiện tượng tức là cái hạt nó bị đen đó, nó như cái hình bà con mình xem trên cái màn ảnh nhỏ, thì theo tôi nhận xét đó thì cũng chính là cái tác nhân là do con nấm gây cái bệnh trái lá, tức là đậu ôn đấy. Nguyên tắc thì bệnh đậu ôn là chỉ gây hại trên lá thì con nấm này nè, nhưng mà khi mà cái mật số tức là áp lực bệnh nó nặng đó thì nó sẽ lên cổ bông, cổ vé và cái nhánh vé. Đặc biệt năm nay bà con mình để ý là các cái giống lúa, đặc biệt là giống lúa thơm Jasmine, rồi OM4900, các giống khác thì cái bệnh đậu ôn cổ bông, cổ vé rất nặng. Ngoài ra thì nếu bà con mình có trồng thêm mấy cái giống nếp đó, thì năm nay cũng vậy, là bệnh này nó càng nặng hơn nữa. Thì chứng tỏ là theo quy luật thì có thể nói là năm nào cũng vậy, là cái đợt mình thu hoạch gần Tết hoặc sau Tết thì bệnh đậu ôn cổ bông, cổ lá, nhánh vé là nó rất nặng. Thì cái hình này là chính xác, tức là chúng tôi cũng là có quan sát rất kỹ rồi, thì phân tích có thể thấy được đó là cái hiệu ứng, tức là do cái tác động là gọi là tương quan thuận của con nấm gây bệnh trái lá đến con nấm gây cái bệnh ở trên bông, trên nhánh vé. Thuận có nghĩa là nó cùng loại đó, cùng nòi đó, thì hai năm nào mà bệnh trái lá nặng thì ở trên bông, trên hạt nó bị nặng. Còn nếu trường hợp nó ngược lại, nhiều khi là ở giai đoạn là đẻ nhánh, giai đoạn có lá, bệnh đó nó nặng. Nhưng mà vì sao thì cái bệnh ngạc có bông có lá nó không có nặng? Tại vì hai loài này cũng là một thứ thôi, một loài, nhưng mà nó khác cái dòng nấm. Thì cái đó mình gọi là tương quan nghịch. Thì năm nay hầu hết các cái ruộng lúa thì có cái hiện tượng là nói chung là cùng một cái loài nấm, cùng một cái dòng. Cho nên là giai đoạn sau, tức là lúc mà lúa trổ, thu hoạch thì năng suất nó giảm. Tức là nó bị ảnh hưởng là do cái bệnh là gãy cổ bông, cổ lá. Trước đây nó chỉ gãy cổ bông thôi, nhưng bây giờ nó quánh luôn gì lên trên cái nhánh vé, ngay cả ngay cái cuốn của cái lá nè, cái cuốn của cái hạt cái bông nè. Vậy thì mình thấy rõ ràng là con nấm này cũng có những cái biến đổi thích ứng với cái điều kiện của cái môi trường, và đặc biệt là cái điều kiện canh tác của mình. Thì qua cái hình ảnh này cũng trả lời là chính xác, đó là cái bệnh. Thì về mặt nguyên tắc thì chúng ta nên xử lý sớm mới được. Nhưng mà cái hình này bà con mình thấy như vậy rồi đó, mà chúng ta lấy thuốc chúng ta phun là chắc ăn là hiệu quả nó kém, bởi vì nó bệnh rồi, thường là phải ngừa. Đối với bệnh này thì mình phải giải quyết là khi mà nó trổ sẹt mình nên biết liền. Chứ bây giờ mà hạt mình thấy cái hạt nó bắt đầu nó hơi xanh vàng, tức là nó bắt đầu nó dạo gạo rồi, thì lúc này bà con mình xử lý bằng những cái loại thuốc mà chuyên đặc trị thì hiệu quả nó cũng không cao. Cho nên về mặt bói thực vật, nghĩa là mình muốn áp dụng thuốc để phòng ngừa cái bệnh này, năm nay hoặc năm tới cũng vậy, mình rút kinh nghiệm thì bà con mình nên xử lý càng sớm thì càng tốt. Đó là cách mình quản lý cái bệnh này ở trên cái bông, cái nhánh vé của cái lúa. Em xin cảm ơn Phó Giáo sư. Nghe nói là Thạc sĩ Trần Thị Bích Trân cũng có muốn chia sẻ. Xin chào anh Tấn cùng bà con. Trên thực tế hiện cái vụ lúa này thì ruộng của anh Tấn thì cái đạo ôn gỗ vé như Phó Giáo sư phân tích thì tôi hoàn toàn đồng ý. Bên cạnh đó có một cái thực tế nữa tôi muốn anh Tấn cùng bà con có thể tham khảo, đó là trường hợp ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật mà có cái hoạt chất là copper hydroxide đó, thì ngay cái thời điểm mà bà con xử lý vi khuẩn đó, cái hoạt chất này đôi khi những cái chỗ mà bà con phun mà chầm lối hoặc là ở đầu bình đó, hoặc là cuối bình đó, cũng có thể gây nên cái hiện tượng là ảnh hưởng của gốc kim loại trong cái hoạt chất copper hydroxide đó, nó cũng làm cho cái vé lúa bị xám đen, mà nhìn kỹ thì mới thấy. Thì
nếu như mà trên ruộng chúng ta có sử dụng qua cái hoạt chất thuốc này thì cũng có thể anh tham khảo lại bên cạnh những cái tình trạng áp lực bệnh nặng như hiện nay, để mà chúng ta xác định đúng nguyên nhân rồi chúng ta tác động để mà nó hạn chế được cái phần đầu tư cho anh. Vâng, sáng đây thì thạc sĩ Trần Thị Bích Trân có thể trả lời cho khán giả tên là Trần Viết Dũng cũng ở thành phố Cần Thơ hỏi là lúa tôi vừa trổ điều vài ngày nhưng thấy có một số hạt bị đen, nghi là do nấm bệnh. Nếu phun Lacasuto thì có làm hạn chế những cái hạt bị đen này hay không? Xin chào anh Dũng. Trên hình thì nhận thấy rất rõ là có những cái sợi tơ nấm hiện trên những cái hạt bị lem và bị đen đó. Tức là hiện giờ thì cái khả năng của những cái hạt đó là bị lép là rất là cao rồi. Tuy nhiên ở cái bông lúa đó chúng ta thắc mắc là tại sao mà nó lại bị ngay chính giữa mà không bị đầu, không bị cuối hay là không bị cả bông. Thì thực tế ở vụ hè thu 2014 á, bà con cũng gặp rất là nhiều. Bà con còn đặt cho cái tên rất là kim loại, rất là dễ nhớ, nó là đeo dây chuyền. Tức là lấp lánh lắm, tức là ở giữa cái bông lúa thì bị như vậy. Rồi cũng có người gọi là bệnh nấm dọc đường đó, hay là lép dọc đường. Thì cái chuyện mà xảy ra là do hiện tại cái bông lúa nó trổ ra. Bông lúa trổ ra thì có một cái đợt nấm bệnh phát tán. Thì lúc đó thì cộng hưởng giữa cái hạt lúa trổ lên đó, là lúc đó cái hạt lúa nó non, nó lại thích hợp. Thì cộng hưởng hai cái lợi thì nó tạo nên cái nấm nó xâm nhiễm và nó gây hại như vậy. Thì đến thời điểm này nếu mà để trị những cái hạt đó mà chúng ta nói là đem cái Lacasuto để phun cho những cái hạt đó vô gạo thì nó không còn ý nghĩa nữa. Vấn đề là chúng ta thứ nhất là bảo vệ những cái hạt còn lại, thứ hai là làm sao để cho những hạt còn lại vô gạo tối đa. Bởi vì bà con biết là cái vỏ chấu rồi cái hạt nó bị hư rồi thì cái gạo có vào thì cũng không có cái đem lại cái chất lượng nữa và nó không có khả năng tạo gạo luôn. Như vậy thì hiện giờ là thứ nhất là lúa mới trổ đều ra, bà con còn khoảng 20 đến 25 ngày nữa. Thì như vậy thì thời điểm này chúng ta vẫn có thể can thiệp bằng cái thuốc mà nấm dạng phổ rộng. Tôi ví dụ như bà con có thể sử dụng cái hoạt chất làm cái nấm phổ rộng như là công ty Tân Thành thì có cái Nutracon, tức là cái Robinet đó, thì bà con có thể phun để trị những cái nấm phổ rộng. Bây giờ chúng ta chưa xác định được rõ là nấm nào. Cái thứ hai nữa đó là về cái Lacasuto thì sẽ giúp cho bà con tác động để mà lấy được cái năng suất tối đa ở những cái hạt mà chưa vào gạo mà sẽ sắp sửa vào gạo trong cây bông đó bà con. Như vậy thì vừa có thể khắc phục được và vừa có thể tăng năng suất tối đa trong cái phần còn lại của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Trần Thị Bích Trân. Khán giả tên là Lê Giang Tuấn ở dòng Riền Kiên Giang có gửi câu hỏi về như thế này: xin hướng dẫn cách nhận biết và khắc phục hiện tượng vàng lá do thời tiết. Vấn đề này chúng tôi xin mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ tư vấn cho anh Tuấn. Em Tuấn biết là cái cây lúa của mình cái nhiệt độ mà nó thích nhất, tức là tối ưu cho nó phát triển là từ 25 cho tới 32 độ C đó, từ 25 đến 32 độ C. Nhưng trong cái thời gian vừa qua thì có những cái thời điểm là vào ban đêm á, nhiệt độ xuống tới là 19 tới 20 độ ở đồng bằng sông Cửu Long của mình. Thì với cái nhiệt độ lạnh như vậy thì chưa đến nỗi giết cái chết cái cây lúa, nhưng mà cũng làm cho cây lúa có bị một cái cú sốc. Thì những cái lá mà nó phơi bày đó bên ngoài, cái chóp ở bên trên, nhất là những cái lá mà nó mới vừa trổ ra như thế này mà gặp nhiệt độ lạnh á, thì bà con thấy là cái chóp lá của nó là bị vàng. Thành thử ra mình ở đây mình phải quan sát cái chỗ là nếu mà nó vàng cái chóp lá mà những lá già thì thiếu kali nó khác, còn lại vàng ở những chóp lá mà nó mới vừa trổ thoát ra bên ngoài vậy, vì những cái lá này nó còn non. Còn những cái lá còn nằm ở trong cái bẹ của cái lá đó mà nó trổ sau cái đợt lạnh đó thì bà con thấy là cái chóp lá trở lại bình thường. Cái đó là cái cách để chúng ta nhận diện được cái lạnh. Thì cái lạnh như vậy thì nó gây ra cho một cái cú sốc, nên chúng ta cần phải có cái cách để mà giải quyết cái cú sốc này. Vì khi nó sốc như vậy đó thì một mặt nó sản sinh trong người nó ra những cái hormone mà để mà chống lại cái sốc đó, thì làm cho cái lúa của mình nó khựng lại. Thì ở đây tôi biết trong túi của cô Trân nó có cái chế phẩm Plati đó, thì cái đấy chúng bà con có thể là can thiệp vô để chống cho cái cây lúa, giúp cho cây lúa của mình nó thoát khỏi cú sốc đó. Sau đó chúng ta phải đưa phân vô. Bởi vì cái cây lúa mà khi nó bị sốc như vậy, bị lạnh như vậy thì cái rễ nó ở bên dưới là hấp thụ phân rất là dở. Thì sau khi mình chống sốc cho nó rồi thì mình đưa phân vô thì cái cây lúa của mình nó mới là phát triển trở lại bình thường. Chứ nếu bà con thấy vàng vàng gì bà con đem phân liền liền hả, nó bắt phân cũng còn rất là chậm. Bởi vì trong người của nó vẫn còn có cái gọi là cái hormone mà những cái hóa chất, những cái chất mà nó tạo ra nó chống cái sốc đó, nó chưa được hóa giải. Nên chúng ta phải đi theo cái định tự hóa giải rồi sau đó là thêm dinh dưỡng cho nó.
Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Bà con, đối với cái trường hợp vừa rồi giáo sư có đề cập tới lá ti á, thì trong tình huống này bà con sử dụng lá ti thì thứ nhất là bản chất lá ti là một cái hormone điều hòa sinh trưởng đó, thì như vậy khi vào cây thì nó hiệu chỉnh, nó giống như là một cái dụng cụ để mà sửa sai cho cái máy, mà lúc này là cái cổ máy chính là cái cây lúa của chúng ta đó mà bị chết, đang bị hư hỏng đó, thì lúc này cái lá ti là nó sẽ hiệu chỉnh, nó điều hòa cái dinh dưỡng trong cây, biết chỗ nào cần, chỗ nào thiếu và biết cái bộ phận nào của cây có thể giúp cây phát triển. Nhất là lúc này là ngay là cái rễ đó, bắt đầu nó ra cái rễ mới để làm chi, là sau đó phân 3-5 ngày là bà con rải cái phân xuống thì bắt đầu là cây sẵn sàng lấy cái phân, lấy cái dinh dưỡng và điều tiết cho những cái bộ phận cần thiết, là do đó mà nó phục hồi, nó sửa được cái chỗ hỏng của cái nhà máy, là cái cây lúc đó cây mới phát triển tiếp được đó bà con. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Trần. Khán giả tên là Nguyễn Văn Nam ở Tháp 10 Đồng Tháp có gửi câu hỏi về như thế này: ruộng tôi được 29 ngày, giờ rễ lúa bị u từng khúc như củ khoai, cây lúa không phát triển, vậy lúa bị gì, phòng trị bằng cách nào? Vấn đề này chúng tôi xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Hai tư vấn cho anh Nam. Kính thưa anh Nam và quý khán giả xem đài, thì cái hiện tượng mà cái rễ lúa đó, mình thấy là nó không có bình thường, tức là nó không có dài, nó không có mượt mà nó không có trắng, mà bây giờ nó quéo, nó cuốn lại, và trên cái rễ nó có những cái hạt cuộn nhỏ nhỏ tròn tròn đấy. Bà con nói với củ khoai thật ra thì nó nhỏ xíu à, tức là cái rễ lúa như thế này nó có những cái u. Nói vui bà con nói thay vì trồng lúa thì mình có cái rễ lúa, bây giờ trồng lúa ra giống như cái rễ đậu đó. Rễ đậu có nghĩa là cái rễ nó có những cái nốt sần. Ở cái rễ đậu thì cái nốt sần là cái bộ phận có lợi, tại vì trong đó nó chứa những con vi khuẩn, nó tổng hợp mấy cái chất đạm để giúp cây đậu phát triển. Nhưng mà cây lúa không được, cây lúa mình hãy rễ nào ra rễ đó, chứ mà rễ mà nó có mấy cái hạt u là không tốt. Tại vì sao? Đó chính là những cái hạt nó sưng lên là do con tuyến trùng. Những cái ruộng nào mà con thấy là hơi thiếu nước, đặc biệt dùng Đồng Tháp mà mình đi dài lên Long An đó, thường là đất nó hơi cát chút thịt và cát, và nó hay bị mất nước, nó thiếu nước. Mà cái ruộng nào càng mất nước thì sao, là cái con tuyến trùng này phát triển càng dữ. Mình gọi là con tuyến trùng mà Melodogyn đó, là cái con này nó phải chích vào trong cái rễ, và khi nó vào bên trong, nó ở bên trong, nó cuộn là nó sống trong đó, rồi nó kích thích, nó làm cho cái rễ gì nó sưng lên và nó nhốt con tuyến trùng nằm ở trong đó. Cho nên mình thấy là cái rễ lúa thay vì nó thẳng đứng, nó tròn tròn, nó dài thế này, tròn nó dài này, thì giờ nó có những cái cục tròn tròn nó ở chung quanh cái đó, thì cái đó chính là cái nốt sưng lên và con tuyến trùng nằm ở trong đó. Mà hãy cái rễ nó hư rồi thì cây lúa phát triển chậm kém, nó không có nảy chồi nhiều, và đặc biệt sau này năng suất nó thấp vậy lắm. Như vậy thì rõ ràng là mình biết nguyên nhân, đây là cái hiện tượng là do một loại sinh vật gây hại, mình gọi là tuyến trùng, tức là con ở trong đất. Bây giờ cái ruộng nào mà bà con thấy là nếu mình thấy mình điều khiển không tốt thì mình phải làm sao? Nói chung là có điều kiện thì nên bơm nước vô giữ nước, và sau đó thì mình bón phân trở lại. Và phương pháp phòng trị là mình phải sử dụng những loại thuốc hạt, dạng hạt lưu dẫn, và thuốc này là phải chuyên đặc trị tuyến trùng, thì bà con mình xử lý nó mới hiệu quả. Còn các loại thuốc trừ sâu trừ bệnh khác mình áp dụng là điều không có hiệu quả. Nghĩa là bà con nên nhớ là hiện tượng là rễ lúa bị sưng lên do tuyến trùng thì phải dùng thuốc đặc trị là chuyên nghiệp tuyến trùng thì hiệu quả nó mới cao. Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư. Chúng tôi vừa nhận được hai câu hỏi khá là hay của hai vị khán giả này, và chúng tôi cũng nhận được cái sự yêu cầu trả lời đó là do Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Dạy trả lời. Trước nhất là đối với cái anh tên là Phan Minh Thành ở Long Hồ Vĩnh Long, anh hỏi là thời gian gần đây bà con nông dân có xu hướng là xạ dày, bởi họ quan niệm là khi xạ dày thì lúa sẽ cho nhiều bông hơn và bông sẽ to hơn là xạ thưa. Điều này được lý giải là lúa xạ thưa khi đẻ nhánh thì bông lúa vẫn nhỏ hơn so với là cây mẹ, cho nên là trong khi mà xạ thì ruộng lúa sẽ nhiều bông cái hơn, hạt nhiều hơn nên năng suất cao hơn. Xin các nhà khoa học giải thích là quan điểm này là đúng hay sai. Còn anh Nguyễn Khoa Nam ở Cai Lệ Tiền Giang thì anh lại nói như thế này: nhà khoa học kêu là nên tăng số bông trên một đơn vị diện tích thì dễ hơn là số hạt, và số hạt chắc trên một bông thì khó hơn. Nhưng mà kêu tăng số bông trên diện tích mà lại xạ thưa, vậy có mâu thuẫn hay không? Dạ, chúng tôi nghĩ là hai câu hỏi rất là hay và cũng có liên quan với nhau. Dạ, xin mời giáo sư. cô Hằng kết hợp hai cái câu này cũng rất là thú vị, rất là hay. Thật ra là hai câu này nó cũng bổ sung vô với nhau đó. Bây giờ tại sao cái chỗ anh Nam hỏi gì chứ cần nhiều bông mà tại sao lại xạ thưa? Bởi vì cái cây lúa nó có khả năng nhảy chồi,
nó có khả năng đẻ. Mà chưa nhiều khi đó, bà con biết hả, mình trồng lúa mình cấm nó đẻ nó cũng không được nữa đó. Mình xả nó xuống là sau thời gian là nếu nó đứng một mình là nó mọc lên hai gành tre, mà đứng một mình nữa thì bà con lại thấy là nó nhảy chồi gì tăng lên nữa. Thì như vậy là do nó có cái khả năng mà nhảy chồi đó, nên ở đây sau khi nghiên cứu thấy rằng bà con xả vào khoảng 8 cho tới 12 kg trên một công 1.000 thước vuông, thì như vậy là nó vẫn có đẻ ra đủ cái số bông mà như nãy nhà nông của mình cần 600 bông đó. Nghĩa là đẻ ra đủ số chồi và chồi đó có thể chết 20% để còn lại đạt cái gọi là cái tỷ lệ mà chồi hữu hiệu, tức là số bông trên đơn vị diện tích là một thước vuông đó là 600 bông. Nghĩa là nó có khả năng nó đẻ. Nên cái chỗ này thì cái chỗ của anh Nam hỏi thì tôi nghĩ rằng nó không có cái mâu thuẫn gì hết trơn. Còn cái chỗ của anh Thành hỏi vậy chứ bây giờ bà con có một sự chọn lựa. Tôi nhớ nông dân của mình có nói cái câu như thế này á, nói như vậy là xả thưa cũng trúng, xả dày cũng trúng, miễn làm sao nghĩa là điều khiển cây cho nó đúng. Tức là anh đã xả dày và trên đó ốc không có ăn hao hớt, rồi không bị cỏ dại, không, nói chung là nghĩa là chúng ta xả một công như vậy là 20 kg, thì trên một thước vuông như vậy đã có 600 cái hột lúa trên đó rồi, hơn 600. Thì như vậy thì bà con đừng cho nó đẻ nữa, thì như vậy thì tới chừng nữa nó sẽ ra được nghĩa là 600 bông. Thì cái chuyện đó là hợp lý thôi. Còn anh Nam nói bây giờ nghĩa là nếu như mà nó đẻ ra thì những cái chồi kế á, thì lại là nó nhỏ hơn cái chồi chồi mẹ. Nhưng mà thật sự ra trên lúa người ta thấy rằng cái chồi mà cấp 1, cái chồi cấp 1 tức là từ cái chồi mẹ lên đây thêm cái chồi này đó, thì cái chồi này mà nếu như mà anh điều khiển mật độ mà cho nó đúng hả, cái chồi này á bông nó nhiều khi nó lại to hơn cả cái chồi mẹ. Bởi vì cái chồi mẹ đó, cái chồi này mà khi nó mọc ra anh biết ai nuôi nó không? Chồi mẹ nó nuôi khi nó được 3 lá, tức là lúc đó nó chưa tự dưỡng giống như nó cho con bú vậy đó. Cái lúa nó cũng khôn lắm, nó cũng phải nuôi cái con của nó. Tới chừng được 3 lá rồi thì tự nó cái chồi đó nó tự nó ra rễ và nó có sung sức, cái sức nó sung mãn hơn. Thì như vậy là nhiều khi nó lại dược tốt hơn cả mẹ nữa. Nhưng mà nếu anh muốn được như vậy thì anh phải biết cái gọi là kích thích làm sao cho cái chồi con của nó lên được tốt. Nghĩa là lên sớm và lên tốt. Cái chữ sớm đây đó bà con, nhiều bà con thì cũng kích thích nhưng mà để quá muộn. Quá muộn có nghĩa là khi mà mẹ nó đã bắt đầu nghĩa là già tuổi để ra bông rồi thì bắt đầu con nó mới ra như thế này, thì lúc đó nó không đủ sức để mà tự lực khi mà mẹ nó bắt đầu nghĩa là đi vào cho ra bông. Thành thử ra đây bà con phải điều khiển chồi, phải điều khiển cho nó nhảy sớm và nuôi nó để mà nó có thể là phát triển lên đủ cái số bông, ra là số chồi hữu hiệu trên đơn vị diện tích thế giới vấn đáp. Anh đang tôi nói như vậy thì chắc có lẽ là anh Nam với anh Thành chắc cũng thấy được không có cái mâu thuẫn gì trong cái chỗ này cả. Còn điều khiển như thế nào có lẽ không thân. Tôi nghĩ là bà con có thể điều khiển được chủ động, ngoài cái chuyện là bà con gieo xạ xong rồi thì đến cái thời điểm mà quyết định cái số chồi đó là lúa đẻ nhánh đó, thì trước khi lúa đẻ nhánh là lúa bắt đầu có ngạnh trê đó, thì bắt đầu bà con lúc đó là lúa bắt đầu cần cái sức bật để bung hai cái chồi con lên đó. Mà chúng ta muốn cho nó bằng chồi mẹ thì bắt đầu là cái lúc đó thì nó phải bật lên trước. Thì cái chồi con muốn bằng chồi mẹ thì ngay lúc ngạnh trê đó thì chúng tôi có khuyến cáo bà con là xử lý bằng cái plasti tăng cường sức sống, để cái học mon trong cái plasti này có thể giúp cái hai cái ngạnh trê này bật lên, bắt đầu là bắt phân ở cái đợt phân thứ hai đó, bắt đầu nó phát triển như vậy. Thì đến lúc mà bà con cần được cái chồi hữu hiệu á thì cái chồi mẹ và chồi con nó tương đồng và lúc đó cái bông lúa cũng tương đồng. Và tôi cũng có một cái quan điểm ở bà con ở ngoài đó là bà con là chọn là cô chân thà là tôi chịu là thà là trúng dày hơn là thất thưa. Hỏi làm sao mà trúng dày hơn là thất thưa thì bà con nói là tôi xạ dày á thì á, cái lượng giống là do tôi bỏ ra nè, còn nếu mà tôi xạ thưa á, mà nó thất á, người ta mang tiếng hà tiện, tức là nói tôi hà tiện. Mà đó là tôi cũng thông cảm, thì thí dụ như mà mấy chú mà làm mà để mà thất thưa đó mà do hạt tiện giống là bị mấy cô rầy chết luôn. Cho nên đó là thà là trúng dày hơn thất thưa, là có nghĩa là cái chồi cái đó là bà con muốn một hạt một cây đó, như vậy thì chúng ta có thể là trúng thưa luôn, chúng ta trúng thưa luôn, có nghĩa là chúng ta xạ nhưng mà chúng ta điều khiển để mà nó đẻ nhánh, thì như vậy là vừa tiết kiệm được cái giống mà vừa trúng bởi cái lượng giống này, giống thưa này, như vậy thì chúng ta sẽ không có bị rầy và như vậy chúng ta đạt cả hai mục tiêu là số bông trên mét vuông và ngay cả cái số chồi hữu hiệu.
Tôi nhớ lúc nãy hình như là anh đúng cô Trân, xin lỗi cô Hà. À, nói là hồi nãy là anh xử lý lúc 15 ngày phải không, đúng không? Anh Chí. Anh Chí hồi nãy là nói là để có đạt cái số bông, hồi nãy nhớ cô Hằng có hỏi làm đúng cách rồi. Nào để đạt số bông đó, hình như phải 15 ngày phải xử lý phải không cô Trân? Như trong khuyến cáo là 13 đến 15 ngày, tại cái thời điểm đó là chúng ta xử lý để đẻ nhánh cái hồ. Để cho nó sớm. Bởi vì bà con biết